người đàn ông chết bất thường trong căn nhà 3 tầng ở Sài Gòn. Người đàn ông sống độc thân trong căn nhà 3 tầng được người dân phát hiện nằm chết ngay cửa ra vào. Hôm nay, ngày 17 tháng 5, Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân một người đàn ông nằm chết trong nhà. Vụ việc xảy ra tại một căn nhà 3 tầng trong hẻm số 29 đường Tam Châu, phường Tam Phú. Nạn nhân là ông Trương Ngọc Đức, 48 tuổi. Theo đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người thân tới tìm ông Đức nhưng gọi nhiều lần không thấy ông ra mở cửa. Sau đó người dân tới hỗ trợ phá cửa đi vào thì phát hiện ông Đức nằm chết trên chiếc nệm đặt ở ngay cửa ra vào. Nhận thông tin, Công an quận Thủ Đức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường, công an tìm thấy hai lá thư được cho là của ông Đức để lại. Bình thường sáng là ông Đức đi làm, tối về thì ra trước nhà trọ chuyện với hàng xóm, nhưng hai hôm nay không thấy ông Đức ra ngồi nữa, một người dân cho biết. Được biết ông Đức có vợ nhưng đã ly dị nên ông chuyển về đây sống một mình. Trong khi đó, chiều hôm qua, người thân còn liên lạc được với ông qua điện thoại. Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.